Nhưng mà sau khi cái lá này ghẻ nè, chắc chắn nó sẽ lây qua bên cái trái, thì cái trái bên này nó sẽ ghẻ theo. Thì sau khi cái trái lớn lên thì nó sẽ biểu hiện như thế này. Đây, nó các bạn thấy không? Đó, sau khi trái nó lớn lên thì nó sẽ biểu hiện ghẻ thế này. Mà trái ghẻ này hồi nãy mình nói các bạn là dạt ra là không mua luôn nè. Vâng, chào các bạn trở lại kênh của mình, kênh Kỹ Sư Thái Giải Pháp Nông Nghiệp. Làm hoài clip về sầu riêng ha. Các bạn nói chắc thằng Thái này nó chỉ bán toàn sầu riêng không, nó không biết gì về cây có muối hay là không biết gì về những cây trồng khác. Các bạn nghĩ chắc Kỹ Sư Thái này chắc nó chỉ bán trên sầu riêng không, nó không biết gì về cây có muối ha. Nhưng mà các bạn biết là chỗ mình là xứ Tân Thanh gạch gụn, chuyên chanh, chủ yếu là chanh. Ngày xưa xứ này đầu tiên là chanh, chanh rồi ổi, xài Đài Loan, đó là ba cây trồng chính. Sầu riêng chỉ là những sầu riêng là cái cây trồng sau này, khi mà những cái cây trồng trước nó còn hiệu quả kinh tế không còn cao nữa, thì hiện tại chỗ mình nó mới đổi nó một cái canh tác. Chứ khu của mình cách đây 10 năm, 11 năm thời đó, ổi bạn, các bạn biết ổi nữ hoàng á, ổi chân châu chứ, mình kêu là ổi, ổi Đài Loan, lúc đó ổi Đài Loan 8.000, 15.000 ký, sau đó mới chanh 15.000 ký, nghe giá ghê hồn, ghê gớm không. Còn các bạn biết hiện tại chanh nó quê mình như không, chanh này nè bạn, chanh này nè, chanh tàu bông tím có hột, 2.500 ký lựa lộ một. Còn trái mà bị nhâm cái, mà mình chỉ với các bạn coi bị nhâm cái si dạt 500, làm chanh nè, làm vườn rất là cực khổ để kiếm đồng tiền để chi phí sinh hoạt hay là mua phân mua thuốc. Các bạn mình thấy rất là cao, cái chi phí bỏ ra cộng với cái giá bán để đem về cái tiền rất là thấp. Các bạn biết là một tấn chanh nếu lựa ra nhiêu là còn có nhiêu, 2,5 triệu một tấn, một tấn nha, một tấn là 1.000 ký á. Đó, thì các bạn còn có 2.500 ra 2,5 triệu ký, bao phân hiện tại bao DB 900.000 một bao, tấn chanh chưa được bao phân, ghê gớm không, mà gặp mua phân giả cái nữa chất lớt luôn nha. Thì mình đang nói với cái vấn đề này là về cái chanh ở thời điểm hiện tại nó về giá cả. Nhưng mà cái kỹ thuật mà về trồng chanh á, hiện tại vô mùa mưa thì trên cây trồng chanh á, nó còn một vấn đề là bị ghẻ trên cây có muối chung luôn chứ không phải riêng chanh. Nhưng mà mình quay cây chanh này để mình cho các bạn thấy rằng hiện tại là cách nhận biết các loại, hai loại ghẻ, một loại lo nấm, một loại do khuẩn, để các bạn nhận diện và các bạn khi xử lý làm sao cho nó hợp lý mà về cái hiệu quả cho nó cao. Thì ha, thì mình sẽ cho các bạn coi là hai loại ghẻ trên cây chanh ha. Thì hiện tại vô mùa mưa thì nó sẽ bị hai cái loại này là chủ yếu, nhất là trên cây có muối. Đây các bạn, thì cái biểu hiện mà cái ghẻ lòi ha, do cái nấm nó gây ra trên đọt non, nó làm cho cái lá nó lòi lên như thế này. Thì đây là trường hợp bị nhẹ nè, bị nhẹ, nó đọt non nhẹ thôi ha. Nhưng mà sau khi cái lá này ghẻ nè, chắc chắn nó sẽ lây qua bên cái trái, thì cái trái bên này nó sẽ ghẻ theo. Thì sau khi cái trái lớn lên thì nó sẽ biểu hiện như thế này. Đây, nó các bạn thấy không? Đó, sau khi trái nó lớn lên thì nó sẽ biểu hiện ghẻ thế này. Mà trái ghẻ này hồi nãy mình nói các bạn là dạt ra là không mua luôn nè, chứ không phải 2-500 ha. Trái này là trái dạt mà không mua luôn. Còn trái 500 á, là trái này nè. Nếu mà trái mà gọi là 500 đồng ký á, thì là trái bị dấu nhẹ vậy nè, gọi trái 500. Còn nếu mà trái như vậy hồi nãy mình quay cho bạn coi là trái đó là bỏ luôn rồi đó, là không mua. Đây nè, đó, đọt non ra nè, nó hay bị hiện tượng ghẻ thế này. Đó các bạn thấy không? Mà đọt thế này ra thì coi như là hư rồi, uổng ha, nó không có đạt. Nếu các bạn phun thuốc không kỹ thì nó bị như thế này. Rồi như thế này cũng bỏ luôn. Hy vọng mai thì 500 đồng ký, còn dựa mà ghẻ ghẻ thế này rồi dạt là nó không mua luôn ha. Cái giống chanh này ở quê mình được gọi là chanh tàu bông tím. Tại vì sao? Bởi vì bông nó có màu tím cho nên gọi là bông tím. Còn tàu thì chia làm hai nhóm, một nhóm tàu đùm và một nhóm tàu gơi. Thì như cây chanh này đi thì gọi là tàu gơi. Bởi vì sao? Bởi vì mỗi đọt của nó ăn trái, hai trái, ăn trái, hai trái thì được gọi là tàu gơi ha. Còn nếu như mà nó đùm với nhau thì đùm nó 3-4 trái rồi. Đùm nó tới 3-4 trái rồi. Còn này nó gơi đều ra ha. Để mình quay những cái nhánh khác. Đây các bạn, khi mà nó bị nặng á, nó lá nó lớn như thế này là coi như nó bị lung rồi nè. Các bạn thấy nó uổng không? Nó đang ra cái bông ở trong đó, rất là khó để nhìn. Nó đang ra cái bông nụ nhỏ ở trong đó, các bạn thấy không? Nó rất là dễ ra bông, cái chanh á với mình nó rất là dễ ra bông. Khi nó ra đọt á thì nó sẽ ra bông, các bạn không? Nó ra mà nó nhầy thì các bạn nhìn còn đỡ nè. Ha. Nhưng mà khi nó nặng á là như thế này. Đây. Đó, nó nặng á là nó như thế này luôn, là cái trái này nó bị ghẻ. Đó, uổng không? Với mình uổng, nó ra được trái thế này mà còn bị ghẻ nữa, uổng ghê luôn, không có bán buôn gì được cả. Ở đây nữa nè, trái nhỏ nè, đó, T
tất cả biểu hiện của việc mà ghẻ, nó kêu gà lẻ ghẻ lòi ha, ghẻ lòi ha. Đây nữa đó, mùa mưa bị rất là nhiều, mặc dù núp lá ở trong luôn nhưng mà vẫn bị ha các bạn. Thì đó là cái biểu hiện này do nấm. Một cái loại ghẻ khác nữa ở trên cây chanh thì cái gọi ghẻ số 2 này mình gọi là ghẻ này do cái loét. Cái loét này á, nó tên là cái Xanthomonas, nó làm nên cái tình trạng loét trên cây có muối chung luôn ha, chứ không phải riêng trái chanh. Thì các bạn có thể thấy rằng cái loét này nó ăn sâu vô trong trái, và khi mà biểu hiện nặng hơn nữa thì nó làm cho cái trái, cái trái chanh nó bị loét, nó nứt ra một đường luôn, nó lòi hộp ra. Thì bởi vì cái nứt một hộp này lòi hộp ra như vậy cho nên hay gọi là loét. Và loét này á, nó khác hoàn toàn với do ghẻ là do cái Xanthomonas. Mình đã trình bày với các bạn là hai cái loại ghẻ ở trên cây có muối ha, nhất là trên cây chanh. Thì đó là ghẻ, thì điều chung là ghẻ, nhưng mà thấy nó giống như vậy nhưng mà cái cách đặc trị và cái biểu hiện của nó, nghĩa là các bạn thấy đều là ghẻ cả, nhưng mà đó là hai nguyên nhân, là hai cái tác nhân khác nhau. Nhưng mà hai cái tác nhân này thì một cái tác nhân á, cái tác nhân mà nó làm nên cái ghẻ mà ghẻ lòi ghẻ sẹo á, thì cái đó là do nấm nó gây ra. Và cái nấm này á, nó tên là nấm Forseti Elsino ha. Còn cái vấn đề số 2 nữa là cái ghẻ mà ghẻ loét. Loét á có nghĩa là nó làm cho cái trái nó ghẻ một đường, sau đó nặng á là nó sẽ tét cái trái ra, thì nó kêu ghẻ loét. Thì ghẻ loét này á, nó do khuẩn, khuẩn tên là cái Xanthomonas campestris. Nếu mà bình thường các bạn chỉ phun, các bạn chỉ phun cái thuốc trừ nấm, ví dụ như những dòng là mancozeb, metalaxy, hay là metalaxy cộng mancozeb, hay là hexaconazole, hay là những cái gốc thuốc đặc trị khác, thì đơn thuần nó chỉ là thuốc trừ nấm, cho nên nó chỉ có hiệu quả trên một cái đối tượng, đó là đối tượng gì? Nấm. Thuốc trừ nấm thì nó chỉ hiệu quả trên nấm, và dẫn đến sao? Cái hiệu quả nó không cao, cái hiệu quả nó không cao. Và các bạn gần như hỏi, và các bạn gần như là phun suốt luôn, gần như các bạn đè ra, bạn nó phun hoài, tại sao nó không hết? Bởi vì á, cái ghẻ mà ghẻ loét á thì phải trị đúng bằng cái thuốc khuẩn, còn cái ghẻ lòi á là do cái nấm thì phải trị bằng thuốc nấm. Cho nên để nhận diện đúng hai loại này và làm sao đi thuốc cho nó triệt để. Nếu mà nói về thuốc trừ nấm á, thì mình có nhiều nhóm thuốc trừ nấm để tư vấn cho các bạn. Ví dụ như á, mình đang có cái ghi đồ nhật này với hoạt chất nó là simusanin cộng với mancozeb, thì đây là một trong những nhóm nó cần hiệu quả. Và một nhóm nữa là nhóm là tên là mancozeb. Mancozeb này á, nó tên nó là Fujisan M45, nó tên là manco xanh ha, hai tên khác. Còn manco xanh có bổ sung dị lượng đồng sắt kẽm đó, đồng sắt kẽm. Và một nhóm nữa tên là cái sulóc này á, với thành phần là sunfua ha. Thì đây là những cái nhóm trừ nấm mà phổ biến mà mình đang có tư vấn cho khách hàng để xài. Thì á, những cái nhóm này nè, nó đều hiệu quả trên cái nấm tên là nấm gây nên cái ghẻ lòi cả. Là cái nấm ghẻ lòi là làm cho cái ghẻ lòi á là do cái thằng Forseti nó gây ra ha. Thì chẳng hạn như hexaconazole nè thì nó vẫn có hiệu quả, hoặc là cái ghiđô nhật này thì nó vẫn hiệu quả và xài đúng liều ha, xài đúng liều. Còn hoặc á là cái mancozeb M45 này, Fujitan M45 ha. Thì đây là những cái nhóm là mình thấy nó hiệu quả trên những cái nhóm nấm và mình đang đưa cho khách hàng xài. Rồi, cái này là cái về thuốc trừ nấm tên là cái thằng ghẻ lòi ha. Và khi xài với cái liều như thế nào, liều đúng hướng dẫn sử dụng, đó là một cái loại. Và một cái nữa là về cái khuẩn nè, cái quan trọng nhất là cái khuẩn là về cái ghẻ loét á. Cái ghẻ loét á thì nó gây ra bởi cái khuẩn, mà đã là thuốc khuẩn thì phải đi đúng thuốc. Thì phải đi đúng thuốc ha. Ví dụ thuốc khuẩn là do cái thằng Xanthomonas nó gây ra. Nếu mà do cái Xanthomonas mà các bạn đi đè phun những cái gốc, ví dụ như ghiđô nhật mình đang nói, hay là cái thằng Fujitan M45, hay là thằng Sulóc, hoặc là cái thằng Hexakém này, thì gần như không có hiệu quả. Bởi vì sao? Bởi vì thuốc trừ nấm mà làm sao đi trừ khuẩn được. Và là khuẩn hiện nay mình đang có những cái nhóm như thế này đây. Thứ nhất á, là mình có cái Mentus, một dạng gốc đồng ở dạng sinh học đó, rửa nấm rửa khuẩn. Cái nhóm số 2 là mình có cái hàng trăm bông nước ở dạng trăm bông mà ở dạng nước, với thành phần đạt đồng ở dạng hóa học ha. Đồng này là đồng hóa học với nồng độ là 37.5 HC, đó là nấm và khuẩn. Cái nhóm số 3 là mình có cái Casumin 2SL, hàng này là của Hokko Nhật Bản. Về thuốc á,
sử dụng á thì nó rất là đơn giản, nó cũng chỉ có những cái hoạt chất cơ bản là vậy thôi ha, cũng chỉ có những cái hoạt chất như thế này mình đưa cho các bạn. Nhưng mà làm sao để khi mà sử dụng á thì nó để hiệu quả cao nhất thì đó là cái cách gì, phối thuốc ha, cách phối thuốc. Không phải mình xô ra một vạc như thế này ở đây cho các bạn coi thì các bạn cứ đem vạc bạn trộn hết lại với nhau, ví dụ vậy ha, đem trộn hết lên thì là hiệu quả cao. Nó không phải như vậy. Nghĩa là đi, mình đi khảo sát rất là nhiều vườn và gần như á cái đối tượng mà cái ghẻ, cái biểu hiện trên ghẻ, trên cây có muối, trên cây có muối chung luôn á là cam chanh quýt bưởi, thì gần như lúc nào nó cũng đi chung. Nó vừa đi chung với ghẻ lòi, nó vừa đi chung với ghẻ lét, nhất là vào mùa mưa này ha, nó bị rất là nhiều. Và khi xử lý, mình khuyến cáo các bạn là nên làm sao xử lý cả hai đối tượng này nó đi chung với nhau chứ không phải phun riêng. Tại sao? Bởi vì nó hiệu quả nó không cao ha, bởi vì hiệu quả nó không cao, nhất là trong những cái điều kiện mà mưa buổi chiều tăng độ ẩm cao hoặc là mưa đêm và những lúc đọt non nó vừa nhú ra, các bạn phun thuốc chảy ha là nó gần như nó ghẻ nát hết. Và khi sử dụng, mình đang tư vấn cho khách hàng một bộ sản phẩm xài, những cái giải pháp làm sao cho nó hiệu quả mà nó hợp lý. Ví dụ như mình đang tư vấn cho khách hàng một bộ sản phẩm hiệu quả, đó là gì? Vừa ghẻ bị loét, vừa ghẻ lòi mà vừa ghẻ loét, đó là gì? Đó là men tuốt đi chung với ghi đồ nhật này ha, thì nó hiệu quả. Nhưng mà sao chi phí nó quá cao? Hiệu quả thì đương nhiên có hiệu quả, nhưng mà vậy nè, cái bộ sản phẩm này nó rất là hiệu quả ở cái chỗ là xử lý dược nấm do ghẻ lòi, do cái so xe ti ha, và cái số 2 là nó làm, nó xử lý luôn cả vấn đề về do bị khuẩn là ghẻ loét. Và một cái khác biệt nữa là cái bộ sản phẩm này nè, cái bộ sản phẩm này nè là cái men tuốt đi với ghi đồ nhật này, ngoài xử lý ghẻ ra, ghẻ cái lòi ghẻ loét ha, thì nó còn làm cho phục hồi cây, nó làm cho cây chanh của mình nó phục hồi, da trái nó xanh nó bóng, rồi cây mình nó đâm tược nó phục hồi lại. Nhưng mà bù lại sao, chi phí nó quá cao. Nếu so giá ra thì 213.000 cho một phi, đối với thời điểm chanh 15.000 á thì đó là một chuyện rất là đơn giản. Nhưng mà nếu chanh mà 1-2.000 một ký á thì giải pháp này gần như là rất là khó ha. Thì nếu mà chanh 1-2.000 ký thì mình vẫn có giải pháp cho 1-2.000 một ký ha, cũng là cái ghi đô nhật này, nhưng mà mình đi chung với cái gì? Mình đi chung với cái casumin 2SL này thì nó tính ra nó lại rẻ. Tại sao? Bởi vì cái casumin 2SL này nó là thành phần là casugamycin của Hokko Nhật Bản, nó xử lý về nấm và khuẩn và cái slogan của cái sản phẩm này nè, chất nền cho sự phối trộn. Có nghĩa là nếu các bạn cứ phun thuốc binh trong vườn bệnh nha, thì cứ cộng với casumin thì nó sẽ làm tăng hiệu lực của thuốc trừ nấm lên. Thì nếu dùng casumin này, một chai này xài cho một phi 200 lít nước, cái mùi á, cái đặc trưng của casumin này nè là hàng này nó có ổn định ở 30 năm rồi, và nước trong này nước màu xanh, xanh mà xanh óng ánh của xanh nước biển á, xanh rất là đẹp. Và cái độ ổn định này á, hiện nay trên thị trường chưa một có đơn vị nào nó làm có. Và mình biết là một số đơn vị á, sang chai ở dạng can 5 lít hay can 1 lít bán xá, thì cái chai này ha, giá thị trường là 60.000, ở đâu cũng có. Các bạn tìm mua đúng casumin 2SL là nó hiệu quả. Đó là một cái giải pháp. Đây là một giải pháp giữa casumin và ghi đô nhật. Đó là một giải pháp ha. 60.000 cộng với hai gói này là ra bao nhiêu? 60 cộng với 64 là 124.000 cho một phi 200 lít nước. Đó là một cái giải pháp rẻ tiền mà lại hiệu quả. Còn một những giải pháp khác mình sẽ chia sẻ luôn. Đó là một cái giải pháp gì? Mình dùng cái gốc khuẩn này mình cộng với một dòng thuốc nấm khác. Ví dụ như mình đang cộng cho đi chung cái Fuji Thành M45, mình cộng chung hai cái này lại với nhau, và cái liều vẫn giữ đúng cái liều khuyến cáo là một chai casumin này 200 lít nước và một ký hàng buzitan măng cô xanh này cho 400 tới 500. Và mình khác biệt ở chỗ mình muốn nói với bạn rằng thị trường hiện nay măng cô xanh thành phần măng cô z này nè, thiên vàng hạ cám, nó rất là nhiều loại nguyên liệu Trung Quốc, nguyên liệu này, nguyên liệu kia, nguyên liệu Ấn Độ, nguyên liệu của Mỹ, nó rất là nhiều loại. Nhưng mà tại sao có những loại cũng măng cô z đó xài tốt, mà tại sao tôi đi mua mấy ký măng cô z khác vậy? Cũng là măng cô z, cũng pha ra nước màu xanh nhưng mà lại không có hiệu quả cao. Thì mình sẽ chia sẻ với các bạn ở một cái clip sau nữa là măng cô z tại sao lại như vậy. Thì cái khác biệt ở trong là khác biệt về cái thành phần. Thứ nhất là thành phần, thứ hai á là cái nguồn nguyên liệu. Cái thành phần là một cái, rồi cái nguồn nguyên liệu là cái phụ gia đưa vô đây nữa để làm sao cho cái hạt thuốc này nó mịn. Nghĩa là cái hạt thuốc với nhau nó rất là mịn, cho nên khi đưa vào nước nó tan và cái độ hấp thụ nó rất là cao. Cái sản phẩm mà Fujithan M45 này nè là do một cái đơn vị của Nhật tên là Fujiura Nhật Bản nó tư vấn nguồn nguyên liệu, cho nên nguyên liệu này hiện nay với mình là rất là chuẩn. Và cái giá này nè 140.000, xài từ 400 tới 500 lít nước. Nói chung công ty với
anh ghi đồ Nhật này ha. Nói chung công ty với anh ghi đồ Nhật hai các bạn thấy hàng này giống giống nhau không, thì nó cùng chung một đơn vị phân phối tại Việt Nam và tư vấn nguồn nguyên liệu luôn rồi đó đó, và cộng chung với Casumin ha các bạn, và cộng chung với Casumin để có hiệu quả. Đây là một giải pháp ha, đó các bạn thấy không, rất là nhiều giải pháp. Còn một giải pháp khác nữa cũng nấm và khuẩn, một cái giải pháp khác cũng xử lý được nấm và khuẩn, đó là gì, đó là dạng gốc đồng, đồng đơn, đồng này là đồng hóa học tên là Chambong 37.5 HC. Hàng này mình cả làm một cái clip riêng về nó, mình nói về cái Chambong, về cái bộ sản phẩm rửa vườn của mình. Thì cái Chambong này nè, nó thành phần là gốc đồng với cái phụ, với cái công nghệ là cái công nghệ ép lo, công nghệ này công nghệ sát khuẩn với hạt thuốc cực mịn, cho nên đưa vô là hiệu quả khác biệt. Đồng này khác hoàn toàn đối với những dạng đồng bột các bạn, khác hoàn toàn đối với những dạng đồng bột hiện nay trên thị trường. Nó ở dạng nước, và dạng nước này kêu dạng nước HC, cho nên khi đưa vào nó không gây nóng, nhất là những cái giai đoạn mà đang hoa, hoa đang nở, không hề nóng ha, không làm gụng trái con. Một chai này xài một phi 200 lít, xử lý được cả nấm và xử lý được cả khuẩn, cho nên chỉ cần chăm bông là đủ rồi. Một giải pháp ha, đó là một giải pháp nữa, nên là nãy giờ mình chia sẻ các bạn là vài giải pháp rồi đó. Còn một giải pháp nữa, nếu các bạn nói tôi chanh tôi rẻ quá, chanh hiện tại rẻ quá, phun ngừa định kỳ xài sao cho đỡ chi phí, thì mình lại có cái giải pháp nữa, đó là cái su lốc 80WB này ha, su lốc 80WB. Hàng này với thành phần là lưu huỳnh, xử lý được được cái ghẻ ghẻ này á, là do cái gốc lưu huỳnh này nè nó có tính axit, cho nên đưa vô nó xử lý được nấm và khuẩn. Và cái lưu huỳnh này đặc trưng của nó ha, nó có cái mùi hắc rất là nồng nặc, tại vì nó là mùi lưu huỳnh mà rất là nồng nặc, nó từ núi lửa ra cho nên cái mùi nó là đặc trưng. Sử dụng cái su lốc này đi chung với cái bộ đồ này đây ha, thằng này á thì 60.000 ký ha, xài cho hai phi, thằng này thì 140.000 ký xài cho hai phi, hàng này bổ trợ cho nhau, vừa phun được ghẻ vừa phun được nhện ha. Ghẻ là ghẻ nấm và ghẻ khuẩn ha, hàng này đi chung với nhau. Và khi pha thuốc á thì cẩn thận ha, tại vì rất là dễ dính cục nếu mà pha nồng độ thấp, cho nên khi pha thuốc đối với những cái dạng thuốc bột và nhất là như lưu huỳnh nè thì phải để nước cho nhiều, quậy cho tan hết rồi mới để cái thuốc khác vô. Thì đây là một trong những cái giải pháp mình muốn chia sẻ với các bạn để sử dụng về cái, để xử lý về cái ghẻ lòi ha, là do cái nấm Porcity. Cái số 2 là do cái khuẩn nó làm trên cái ghẻ lét. Có rất là nhiều khách hàng gọi điện hay là nhắn tin cho mình, ừ Thái ơi, tôi trồng chanh ở khu cái sách Sóc Trăng nè, ở cái sách Sóc Trăng hay là ở dưới cái bè. Rất là nhiều khách hỏi mình là ghẻ sao tôi phun thuốc hoài không hết. Quan trọng á, cái không phải là mình phun thuốc gì, nó quan trọng mà là không phải là mình phun thuốc hoài, mình cứ đè ra mình phun, mà là mình đang phun thuốc gì ha các bạn, chứ không phải là cứ đè ra mà phun. Hiện tại những cái giải pháp mình đang đưa ở đây các bạn nè, là mình khuyến cáo các bạn nên đi nắm và khuẩn với nhau để có hiệu quả. Chứ bây giờ ví dụ như các bạn đè phun mang cua giá xanh không, hay các bạn đè phun ghi đô Nhật không, các bạn nói sao tôi phun hoài cái loại đó mà sao nó không hết. Bởi vì các bạn đang đưa một cái sản phẩm thuốc trừ nấm mà kêu nó trừ khuẩn thì gần như nó không có hiệu quả cao. Đó là những cái giải pháp mình muốn chia sẻ với các bạn xử lý về ghẻ trên cây có muối. Thì mỗi vấn đề về tư vấn về kỹ thuật hay là liên hệ mua hàng thì các bạn có thể liên hệ qua số điện thoại mình để trên màn hình, đó là 0986 550 899, số điện thoại của kỹ sư Thái, và Zalo mình cũng xài số này luôn. Cảm ơn các bạn, hẹn các bạn ở những video clip lần sau.